Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, như hôm trước thì tôi cũng đã giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Kia Cerato phiên bản nhập khẩu, phiên bản nhập châu Âu. Và tôi cũng đã giới thiệu với quý vị và các bạn ở chiếc xe Kia Cerato thì là nó có rất là nhiều phiên bản. Nhưng hôm nay nó lại khác với những cái phiên bản mà hôm trước đó tôi đã giới thiệu với quý vị và các bạn. Hôm nay thì tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Kia Forte. Đây là chiếc xe Kia Forte, nó là cái phiên bản sản xuất và lắp ráp trong nước ạ, sản xuất tại Việt Nam ạ. Đây là cái phiên bản SX, là cái phiên bản số tự động 1.6 số tự động đấy ạ. Và được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam thôi ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2012 và đã đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã lăn bánh được hơn 6 vạn km rồi ạ. Và chiếc xe này thì biển số là biển Hà Nội và biển rất đẹp rồi thưa với quý vị các bạn. Đây tôi sẽ cho quý vị các bạn cùng xem về chiếc biển số của chiếc xe này ạ. Biển số rất là đẹp ạ. 380566, biển số rất là đẹp ạ. Thưa với quý vị và bạn, chiếc xe này đã lăn bánh được hơn 6 vạn km rồi và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 368 triệu. Thưa với quý vị và các bạn, chỉ 368 triệu đồng thôi thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe ở cái phân khúc sedan, đó chính là chiếc xe Kia Forte 2012 này đây ạ. Chiếc xe Kia Forte 2012 phiên bản này, SX, được trang bị động cơ xăng 1.6 lít và là hộp số tự động ạ. Hộp số tự động ở cái phiên bản này là hộp số 6 cấp rồi đấy ạ. Từ năm 2011 thì Kia đã nâng cấp cho chiếc xe Kia Forte và Cerato hộp số từ 4 cấp lên đến 6 cấp đấy ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì tôi quay tại gần cửa hàng tôi thôi, cho nên là nó sát mấy cái công trường đang thi công, cho nên là có khả năng là cái tiếng nó thu âm nó hơi ồn ào một chút, thì quý vị và các bạn hãy thông cảm và chú ý lắng nghe. Nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy chia sẻ clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và nếu như quý vị và các bạn muốn quan tâm đến chiếc xe Kia Forte 2012 này, thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Forte này, thì mời quý vị bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Forte 2012 này đấy ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang chào bán với giá là 368 triệu đồng. Chỉ 368 triệu đồng thôi thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay chiếc xe sedan này ạ. Xi nhan cũng đã được tích hợp lên chiếc gương chiếu hậu này. Và gương chiếu hậu của nó là gương gập điện rồi thưa với quý vị và các bạn. Đây là cái bộ la răng cũng như là cái bộ lốp của xe. Xe cũng đã được trang bị là la răng đúc R17 á, tức là 17 inch ạ. Và cái lốp này của nó thì là lốp Michelin rồi. Lốp Michelin còn rất là mới, rất là dày thưa với quý vị và các bạn. Cho nên là quý vị và các bạn nào sở hữu chiếc xe này về thì chỉ việc đi thôi, chứ không phải thay lốp, cũng không phải sửa chữa gì cả. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Đây là cái phần đầu của xe, là cái phần ba lật sốc của xe đây. Thưa quý vị các bạn, tất cả cũng còn nguyên bản, còn rất là đẹp ạ. Chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là tai nạn gì cả, cho nên nó còn rất là đẹp ạ, rất là mới ạ. Cụm đèn pha còn rất là sáng ạ, vì chiếc xe này mới chạy có hơn 6 vạn km thôi. Sau 7 năm sử dụng thì tất cả nó cũng còn được mới, còn được đẹp như thế này đây ạ. Chất lượng như thế nào thì quý vị các bạn xem video thì quý vị các bạn cũng có thể đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe này nó như thế nào ạ. Tất cả còn rất là mới ạ, rất là sáng đấy ạ. Cặp đèn hậu cũng vậy ạ, tất cả cũng còn rất là sáng đấy. Chưa có dấu hiệu của sự đâm đụng hay va chạm cong vênh nứt vỡ nào ở cái cụm đèn này ạ. Toàn bộ cái phần ba đờ sốc sau này cũng còn nguyên bản hết ạ, nguyên vẹn hết ạ, không bị móp méo hay là đâm đụng gì cả. Tất cả còn rất là đẹp ạ. Và xe cũng đã được trang bị là cảm biến lùi rồi thưa quý vị các bạn, cảm biến lùi 4 mắt đây ạ. Đây là camera lùi nguyên bản của xe đây ạ.
Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi lại một vòng quanh xe để xem về cái phần ngoại thất của bên ngoài của chiếc xe đây. Quý vị và các bạn muốn xem nước sơn còn đẹp hay không thì quý vị và các bạn nhìn theo một cái góc nghiêng này thì quý vị và các bạn có thể thấy được là nó còn đẹp hay không ạ. Nếu như bị đâm đụng hay là va chạm mà làm lại thì cái nền nó không bao giờ được căng phẳng như cái nền này đấy ạ. Từ cái cánh cửa này cho đến tai đến hông tất cả cũng còn nguyên bản và chưa có bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì cả, cho nên nó còn rất là đều xe, rất là căng. Đấy, thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 368 triệu đồng. Chỉ 368 triệu đồng thôi thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay chiếc xe sedan Kia Forte 2012 số tự động này ạ. Chiếc xe mới chạy được có hơn 6 vạn km thôi. Đấy, đây là cái phần bên cánh cửa, bên phụ đây ạ. Bên phụ và bên đằng trước, đằng sau. Và xe cũng đã được trang bị là khóa thông minh, đè nổ, start top, bấm tay mở cửa trên cánh cửa, kể cả cánh cửa bên phụ ạ. Bên phụ, bên lái đều mở được cửa hết. Và chủ xe rất là cẩn thận, dán cả những cái chống xước cánh cửa để tránh va đập lúc mà mở cửa đấy ạ. Đấy, chủ xe rất là cẩn thận. Và nước sơn đây, kể cả là sườn bên lái, sườn bên phụ, tất cả cũng còn rất là phẳng ạ, nền rất là đẹp ạ. Ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tiến vào khoang nội thất để xem về cái phần nội thất của chiếc xe Kia Forte 2012 này ạ. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn xem lại cái cánh cửa bên lái. Keo chỉ còn nguyên bản hết ạ, tất cả còn nguyên bản hết ạ. Và táp bi cửa còn rất là đẹp. Ốc bản lề đây, thưa với quý vị và các bạn, ốc bản lề cũng còn nguyên ạ. Tất cả còn rất là đẹp ạ. Đấy, và cái phần nội thất của chiếc xe đây ạ. Vô lăng cũng còn nguyên ạ. Vô lăng cần số còn nguyên, tay phanh cũng rất là đẹp. Xe thì cũng đã được trang bị là nội thất da, ghế da cao cấp, cửa sổ nóc đầy đủ rồi đấy ạ. Đấy, thưa với quý vị và các bạn, option của xe Hàn thì quý vị và các bạn ơi, không thể thiếu một cái gì luôn ạ. Với tầm tiền hơn 300 triệu mà chúng ta đã được sở hữu ngay một chiếc xe sedan số tự động mà option nhiều như thế này thì chỉ có ở Kia mới có được ạ. Chứ Toyota thì chưa chắc đã có được cái giá và cái option như thế này đâu ạ. Không bao giờ luôn ạ. Đây là cái táp bi cánh cửa phía sau bên phụ, tất cả cũng còn nguyên bản hết ạ. Keo chỉ còn nguyên zin hết ạ. Táp bi cửa cũng còn rất là đẹp ạ. Nội thất da ở đằng sau còn rất là mới đấy ạ. Thưa với quý vị và các bạn, nội thất ghế da ở phía sau gần như là cái phần ghế ngồi đằng sau này thì ít người ngồi, cho nên là bao giờ những chiếc xe ghế sau này cũng đẹp hơn rất là nhiều ạ. Đấy, thưa với quý vị và các bạn, sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn bước vào cái phần khoang nội thất để xem nào chiếc xe Kia Forte 2012 này được trang bị những gì ạ. Đây, đầu tiên thì tôi mời quý vị và các bạn xem qua về cái đồng hồ ạ. Đồng hồ của xe là đã chạy được 6 vạn 3 km rồi ạ, 63.000 km. Đấy, thưa với quý vị và các bạn, đấy, sau 7 năm sử dụng chiếc xe đã lăn bánh được 6 vạn 3 km rồi. Và cái vô lăng đây ạ, vô lăng cũng còn nguyên bản ạ, tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Và vô lăng cũng đã được tích hợp các phím điều khiển âm thanh trên vô lăng. Khóa thông minh, đây, thưa với quý vị và các bạn, đây là cái khóa thông minh của xe, đè nổ start top này. Đấy, đây là cái màn hình Android. Android này là cái màn hình mà chủ xe đã lắp thêm cho xe, chứ xe nguyên bản là chưa được trang bị màn hình Android này đâu. Chủ xe đã lắp thêm cái màn hình giải trí đa phương tiện Android này, cho nên là quý vị và các bạn đi lại chiếc xe này thì rất là ok, giải trí, hệ thống giải trí rất là đầy đủ rồi. Đấy, quý vị và các bạn có thể xem YouTube này, ví dụ như chúng ta xem Huấn Hoa Hồng đi. Đấy, đây là xem YouTube này và giải trí thông tin thì là đa phương tiện rồi. Quý vị và các bạn có thể xem bản đồ này, xem chúng ta đang ở đâu và muốn đi đến đâu, chúng ta có thể vào bản đồ để xem. Tôi đi vào bản đồ này. Đấy, giải trí đâu thông tin đa phương tiện này, bản đồ này, định vị các thứ. Lát nữa thì có thời gian tôi sẽ hướng dẫn toàn bộ cho quý vị và các bạn sử dụng cái màn hình này. Và tôi sẽ hướng dẫn cái toàn bộ sử dụng cái màn hình này thì sẽ bố trí vào một cái video khác ạ. Hôm nay chúng tôi chủ yếu về giới thiệu về chiếc xe này thôi ạ. Đây, Bluetooth
nhạc, YouTube, radio, tất cả đầy đủ hết ở trên cái màn hình Android này rồi. Và đây, thưa với quý vị và các bạn để xem cái phần tablo còn rất là đẹp ạ. Cửa sổ nóc, đây, cửa sổ nóc rất là thoáng mát ạ. Đấy, quý vị các bạn có thể thấy được là chiếc xe này khá đầy đủ rồi, hay còn gọi là full option rồi ạ, không thiếu một cái gì hết ạ. Và đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên phụ ạ. Tất cả keo chỉ cũng còn nguyên bản hết ạ, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Táp bi cũng còn rất là đẹp, ốc bản lề này, toang các thứ còn rất là đẹp ạ, rất là mới ạ. Đây, thưa với quý vị và các bạn, cái phần ghế da này, trần này, sạch sẽ luôn. Trần sạch sẽ này, ghế da cũng còn rất là đẹp ạ. Má ghế còn rất là đẹp nè. Và đây là chiếc táp bi cửa trước bên phụ ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên ạ. Chúng tôi cam kết là chiếc xe này không mất một phân keo chỉ nào cả. Tất cả còn nguyên bản hết ạ. Táp bi cửa đây còn rất là đẹp, rất sạch sẽ. Doang này, ốc bản lề cánh cửa còn rất là đẹp ạ. Táp bi rất là mới ạ. Đấy, thưa với quý vị và các bạn, chỉ 368 triệu đồng thôi thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe sedan 2013 này ạ. Số tự động, full option. Và đây là cái phần cốp sau của xe. Tôi cũng quay kỹ hơn về cái phần cốp sau của xe cho quý vị và các bạn cùng xem, để quý vị và các bạn thấy là nó không mất một phân keo chỉ nào cả. Đây, thưa với quý vị và các bạn, tất cả keo chỉ này còn nguyên bản của xe đấy. Tuy nó có hơi bẩn một chút thôi, đây là do nó bẩn một chút thôi, chứ keo chỉ là còn nguyên bản hết ạ. Đấy, chứ còn keo chỉ của nó là còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi cam kết ạ. Đây là cái phần cốp của xe. Đấy, tất cả cũng còn rất là đẹp ạ, còn nguyên bản đấy ạ. Kia cũng đã trang bị cho chiếc Forte 2012 là một cái khối động cơ DOHC, động cơ xăng 1.6 lít ạ. Đây, thưa với quý vị và các bạn, tôi đang nổ máy đây ạ, mà máy rất là êm ạ. Không có rung lắc, không có vấn đề gì cả, không có tiếng kêu gì cả. Tất cả rất là êm ạ. Tại vì sau 7 năm sử dụng thì chiếc xe này mới lăn bánh được có hơn 6 vạn km thôi, 6 vạn 3 km thôi. Đấy, quý vị và các bạn để ý thì quý vị bạn cũng thấy được luôn là tất cả các ốc, từ ốc chân máy, ốc mặt máy, tất cả còn rất là nguyên ạ. Điều hòa thì mát lạnh, quý vị các bạn xem xe thì các bạn có thể sờ vào đây để thấy được là nó còn lạnh hay không, thì chúng ta cũng có thể biết được cái điều hòa còn mát hay không ạ. Đây, điều hòa thì rất là mát đấy ạ. Và máy móc rất là đẹp luôn ạ, rất sạch sẽ. Mặc dù chúng tôi cũng đã dọn dẹp rồi, nhưng mà chiếc xe này thì quý vị các bạn càng dọn sạch sẽ bao nhiêu thì chúng ta càng dễ phát hiện lỗi bấy nhiêu. Đi xem xe mà quý vị các bạn thấy máy móc mà nó bẩn thì chúng ta rất là khó phát hiện lỗi. Còn nếu như mà dọn sạch sẽ đẹp đẽ như thế này rồi thì càng dễ phát hiện những cái lỗi mà có thể xe nó đã gặp phải, những cái lỗi mà chúng ta đã có thể xử lý rồi nhưng mà không hết dấu vết được. Đấy, tất cả rất là êm ạ. Từ máy phát rồi thì lốc điều hòa chạy rất là êm luôn ạ. Chúng tôi đang nổ máy đấy ạ. Tôi đang nổ máy quay cho quý vị các bạn cùng xem đấy. Máy móc rất là êm luôn ạ. Và rất là sạch sẽ luôn. Đấy. Vậy nếu như quý vị các bạn nào đang quan tâm đến chiếc xe Kia Forte 2012 này thì xin quý vị các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Và nếu như quý vị các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Forte này thì mời quý vị các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 368 triệu đồng thôi ạ. Quý vị các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Chúc xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.